đây là địa điểm cuối cùng của chúng ta rồi. Năm hết Tết đến, không thể thiếu cây đào, cây quất trong nhà. Còn gì tuyệt hơn khi trưng những chậu cảnh này trong nhà? Thưa quý vị, hiện giờ tôi đang có mặt tại vườn cảnh Xuân Phượng thuộc quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Và ở đây thì đang được trưng bày rất là nhiều chậu hoa cây cảnh đẹp mắt. Mà tôi thấy độc đáo nhất ở đây là hình tượng chú Tuất đeo giỏ quất trên lưng như thế này. Và chắc chắn là sẽ rất nhiều người ưa thích cái chậu cảnh này trong mùa Tết năm nay. Chào chào chú Xuân ạ. Chào cháu. Cháu thấy là xung quanh này chú bày rất là nhiều cây quất rất là độc đáo, nhưng mà cháu rất là ấn tượng với chú chó đốm này. Có phải là năm nay là năm Tuất nên là chú mới nghĩ ra cái ý tưởng này không ạ? Thì thực ra cái ý tưởng này chú nghĩ cũng đã vài năm nay, vừa cứ theo hình tượng con giáp thì cứ năm nào con gì năm thì là con đấy luôn. Chú làm con đấy. Trước khi trở thành một cây bonsai hoàn chỉnh, những cây quất cần được trồng dưới đất từ 2 đến 3 năm. Qua thời gian chăm sóc, vào mùa xuân, người nghệ nhân sẽ tuyển chọn những cây đủ phẩm chất để đưa vào trồng trong chậu. Sự thành bại của một cây bonsai sẽ được quyết định từ thời điểm này. Đến bây giờ mà bảo đánh một cây quất mà ở ngoài đất để đưa vào như trong này để tạo lên thì không làm được. Phải đưa vào từ đầu năm, vì lúc ấy cây cái nhỏ và cái bầu lúc ấy mình có thể gọt nhỏ để đưa vào cái giỏ nó nhỏ như thế này thì mình đưa vào thì mới được. Khi đã có một cây quất khỏe mạnh, người trồng bắt tay vào uốn nắn và tạo thế cho cây theo mong muốn. Công việc này đòi hỏi kỹ thuật rất cao và phụ thuộc vào quan điểm nghệ thuật của mỗi nhà vườn. Con chó thì cái giỏ con chó thì thế này thì mình làm cành huyền ra thì nó tạo trên nó hài hòa của mỗi cây. Trên cái cây này 5 cành và 5 bông, tức là tượng trưng cho là ngũ phúc. Và có tiêu chí của một cây nó có đầy đủ quả xanh, quả chín và có hoa, có lộc thì là đạt yêu cầu. Trong nghệ thuật bonsai thì dáng cây rất là quan trọng và khách hàng thì lại mỗi người một ý. Vậy chú làm thế nào để có thể dung hòa được tất cả những ý kiến của khách hàng đó để có thể chiều lòng họ ạ? Tức là tôi cũng sẽ làm nhiều các cái cỡ cây, loại cây, chủng loại. Chẳng hạn như các cái loại to cũng có, loại nhỏ cũng có. Và loại trên bình cũng có, trên lọ có, cho chó cũng có. Và cũng như ở trên ấm, trên nước. Thì nó rất là đa dạng để phục vụ thị hiếu của tất cả mọi người. Nhưng mà cháu cũng đang thắc mắc là mỗi cây một loại thì chú định giá như thế nào, chú dựa vào đâu ạ? Nó cũng vô cùng, bởi vì chẳng hạn có những cây mà mình cảm nhận là nó đẹp theo cái ý tưởng và cái công phu hơn thì tất nhiên là cái sản phẩm nên nó sẽ phải đắt hơn các cây khác. Còn các cây khác thì có những cây khi chỉ trồng vào trong một cái ấm pha trà thôi thì cũng xong, và cái ấm thì nó lại rẻ tiền, thì cái cây của mình cũng lại cũng giá thành của nó cũng sẽ rẻ đi. Sản phẩm bonsai được định giá rất cao. Mỗi cây bonsai có giá từ 2 đến 10 triệu đồng. Những nghệ nhân như chú Xuân vẫn ngày đêm chăm sóc, đầu tư hết công sức của mình để có thể đưa ra thị trường những sản phẩm đẹp mắt như thế này. Và đến đây cháu cũng xin cảm ơn chú và chúc chú thật là dồi dào sức khỏe để có thể cung cấp ra thị trường những cây bonsai mà còn đẹp hơn như thế này nữa cơ ạ. Xin cảm ơn và cũng xin chúc tất cả những người làm chương trình của VTC một năm mới có nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe.